Gần 1.000 bao tải cát như thế này được công ty Tai Giang Việt Nam, khu công nghiệp Phố Nối A, chuẩn bị để ngăn nước tràn vào nhà xưởng. Hơn 10 máy bơm mới được lắp đặt ngay trong nhà xưởng, sẵn sàng bơm nước ra ngoài nếu có nước ngập. 5,5 hectare diện tích của công ty được xây dựng từ năm 2000, hiện có mặt bằng thấp hơn mặt đường bên ngoài, rất dễ bị nước mưa tràn vào. Vì vậy, đây là những biện pháp khẩn cấp để ứng phó với cơn bão số 3. Nếu mà cái tỷ lệ mà mưa to mà lâu thì gần như là sẽ tràn ngập vào trong các nhà xưởng, ảnh hưởng đến mức độ là đôi khi là để đảm bảo cho người lao động, chúng tôi đã phải dừng sản xuất. Ban giám đốc công ty thì đã cho toàn thể các cấp quản lý kiểm tra, rà soát và chuẩn bị tất cả các phương án tránh để gây thiệt hại về người, tài sản hoặc là cơ sở vật chất của trong nhà máy để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy được bình thường. Để sẵn sàng chống úng cho khu công nghiệp Phố Nối A có diện tích gần 700 hectare, trạm bơm Hoàng Nha ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm với tổng công suất 12.000 mét khối trên giờ đã chủ động bơm gạn tháo nước trên các kênh tiêu xuống dưới mực nước thiết kế. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp Phố Nối A cũng sớm triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3. Quân số thường trực phòng chống bão là 40 người với nhiều trang thiết bị, phương tiện cơ giới. Làm việc với các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp dừng thi công và dừng cho công nhân di chuyển trong cái thời điểm mưa bão, phối hợp với điện lực Văn Lâm, điện lực Mỹ Hào cắt tỉa những cái cây xanh mà có ảnh hưởng đến đường dây điện, ảnh hưởng đến cái trạm biến áp trong khu công nghiệp, phối hợp với thủy lợi huyện Văn Lâm, thủy lợi Mỹ Hào về cái công tác vận hành trạm bơm Văn Phú A và trạm bơm Hoàng Nha.